À, con kính lễ sư ạ. Dạ, xin chào các vị. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, dạ, chào tất cả các vị. Con kính đảnh lễ sư. Dạ, mô hả. Thưa các vị, chúng ta bắt đầu lớp học. Hôm nay... do vì cái lớp học đã học tương đối là nhiều phần dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo tắt mic. Các vị hoan hỷ chào tôi chung. Ngày hôm nay chúng ta dành thời gian đầu của buổi học để ôn bài lại, do vì lớp học chúng ta đã học qua nhiều phần. Và tôi cũng sợ rằng là một số vị học viên, nhất là trong một vài ngày mà có nghỉ đó, thì sợ rằng là một số vị quên bài. Hôm nay trong cái phần ôn tập này đó, thì đầu tiên thì chúng ta phải ôn tập lại cái gồm pháp chia pháp. Vì tôi nghĩ phần này một số vị Phật tử đã quen thuộc, nhưng mà đối với một số học viên mới thì có thể là cũng chưa có nhớ hết. Và do vì hôm trước khi mà chúng ta gồm pháp chia pháp đó, thì khi đó chúng ta chưa có học xong cái phần sở hữu. Ngày hôm nay khi mà chúng ta gồm pháp chia pháp đó, thì chúng ta chia cả luôn cái phần sở hữu tâm. Thì như chúng tôi thưa với các vị đó là trong vi diệu pháp đó, chúng ta có thể chia sẻ các pháp ra nhiều khía cạnh, nhiều phương diện. Và riêng ở trong cái phần tâm á, thì các vị cũng nhớ rằng là chúng ta cũng có nhiều cái cách phân loại. Chúng các vị chia như thế nào cũng được, miễn làm sao á và chúng ta chia ra thì nó không có thừa và cũng không có thiếu. Tôi ôm lại làm trong cái khái niệm của vi diệu pháp đó, thì tất cả những cái khái niệm nào, tất cả những cái trạng thái nào, cái gì là đối tượng của cái tâm biết được á, thì đều gọi là pháp hết. Như vậy thì chúng ta, cái khái niệm đầu tiên trong ví dụ pháp đó là cái khái niệm về cái chữ pháp. Thì cái gì á, cũng là cái pháp hết. Do đó từ cái tổng thể, từ cái chung nhất đó là cái pháp. Thì trong pháp này chúng ta chia được có hai, đó là cái chân đế và tục đế. Thì ở trong tục đế đó thì chúng ta có cái danh chế định và nghĩa chế định. Còn chân đế đó thì chúng ta có hai loại là chân đế vô vi và chân đế hữu vi. Chân đế vô vi là niết bàn, còn chân đế hữu vi đó thì gồm có danh và sắc. Trong danh đó, thì chúng ta có tâm và sở hữu. Tâm nó thì được chia ra bằng nhiều cách. Đầu tiên đó thì chúng ta có thể chia ra làm hai. Đó là cái tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Đó là cái chúng ta chia ra làm hai. Hay là chúng ta có thể chia làm hai bằng cách khác. Chúng ta có thể chia làm hai bằng cách khác. Đó là
đó là cái tâm tâm vô tịnh hảo và tâm tịnh hảo. Như vậy khi nói làm chia làm hai đó thì chúng ta cũng có thể chia bằng cách này hay là bằng cách khác, hoặc là chúng ta chia theo chúng ta phân theo địa vực hay còn gọi là giới vực hay là lãnh vực đó, thì gồm có bốn, tức là dục giới, tức là gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Hay là chúng ta chia làm bốn theo một cách khác, đó là chúng ta chia làm bốn theo giống, đó là chúng ta chia là gồm có thiện. Chia theo làm giống thì nó không được thứ tự ở trong một khối giống như là trong các cách khác. Đó là gồm có giống thiện. Thiện là những cái tâm này. Và 20 tâm đạo là thiện. Này là thiện. Rồi thứ hai đó là bất thiện. Đây là bất thiện. Và cái thứ ba là quả. Quả tức là những cái tâm mà do thiện hay bất thiện tạo ra. Đó là cái tâm quả. Đây có chúng ta có tâm quả vô nhân, rồi tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm quả sắc giới. Tôi phải bôi bớt cái phần thiện. Tâm quả vô nhân, tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới và tâm quả siêu thế. Rồi cái thứ tư, cái này là tâm quả, cái này là tâm quả, tâm quả. Rồi cái thứ tư là tâm di tác. Đây tâm di tác, đây là tâm di tác vô nhân. Đây tâm di tác dục giới, tâm di tác sắc giới và tâm di tác vô sắc giới. Thì trong cái cách phân loại này đó, thì ở trên cái biểu đồ ví dụ pháp đó, thì nó hơi khó nhìn một chút xíu, là do vì cái nó không có được cùng một cái khối liên tục giống như là các cái phân loại khác. Ở đây chúng ta chỉ trình bày để chúng ta biết rằng là ở trong vi pháp chúng ta có nhiều cái cách phân loại như vậy. Rồi thí dụ như là chúng ta cũng còn có cái phân loại như hồi nãy chúng ta phân loại nó tâm ra làm bốn, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Thì ở có một cách phân loại khác đó, là chúng ta gom cái dục giới sắc giới này thành đáo đại. Như vậy là chúng ta có dục giới, đáo đại và siêu thế. Thì khi này đó thì cái tâm nó được chia ra làm ba. Và khi chia làm ba như thế này đó thì các vị cũng nhớ là chúng ta có chia ra làm ba theo cái cách khác, đó là tâm gồm có thiện, bất thiện và vô ký. Thì thật ra cái thiện, bất thiện và vô ký đó, rồi cái vô ký đó chúng ta chia ra làm hai trong cái nhóm phân loại theo giống, tức là thiện, bất thiện, tâm quả và di tác. Thì khi mà chúng ta chia ra làm ba đó thì cái bất thiện chúng ta có cái nhóm này, rồi chúng ta có cái nhóm thiện là nhóm này, rồi nhóm thiện là nhóm này, rồi cái nhóm còn lại đó là vô ký. Và chia làm ba là thiện, bất thiện và vô ký. Thì khi mà chúng ta chia làm ba nó thì nó khác với chúng ta chia làm bốn theo giống, tức là giống thiện, bất thiện,
rồi quả và duy tác, thì chia ra làm ba đó, thì cái quả và duy tác đó, thì chúng ta gom chung lại trong cái phần vô ký, tức là nó không thiện, không ác, không thiện, không thiện, không bất thiện đó, thì gọi là vô ký. Thì cái cách này nó giống như là khi mà tâm mà chia ra làm bốn theo địa bất là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế đó, thì khi mà chúng ta chia ra làm ba đó, thì chúng ta gom cái sắc giới và cái vô sắc giới thành đáo đại, thì khi đó nó chỉ còn có cái thiện đáo, bất thiện đáo đại và siêu thế. Thì trong cái cách mà chúng ta chia làm ba theo tánh á, thì là thiện, bất thiện, thiện và vô ký. Thì khi đó vô ký đó là gom hai phần của cái giống, tức là cái quả và duy tác. Thì chúng ta còn nhớ một cái cách phân loại, một cách chia ra làm ba, nhưng mà cái cách này đó là, đó là tôi chia ra để cho các vị học phần sở hữu tâm, chứ không có một cái tiêu chí nào hết đó. Khi mà chúng ta học về phần hộ sở hữu tâm đó, thì chúng ta chia ra làm ba, tức là bất thiện, rồi vô nhân, rồi tịnh hảo. Thì thật ra đó, cái cách chia này đó là nó từ chia ra cái là nó từ cái cách chia ra hai, tức là bất thiện và vô nhân này, hai cái phần này đó nó thuộc về vô tịnh hảo và vô tịnh hảo. Nhưng mà khi mà chúng ta học về ví dụ pháp, học về bên phần sở hữu đó, thì tôi muốn để cho các vị đó dễ học, dễ nhớ cái phần sở hữu tâm với cái tâm đó. Cho nên là tôi có đề nghị là khi mà chúng ta học về sở hữu tâm đó, thì trong cách phân loại được chia làm hai này, thì chúng ta nên chia làm ba, thay vì chúng ta chia làm hai là vô tịnh hảo và tịnh hảo, thì chúng ta chia làm ba là trong cái phần vô tịnh hảo á, chúng ta chia có bất thiện, vô nhân và phần tịnh hảo để tương ứng với ba phần của cái sở hữu tâm là phần tợ tha, phần bất thiện và cái phần tịnh hảo. Thì ở trong khi mà sở hữu tâm chúng ta có ba phần, thì do đó nếu mà chúng ta chia bên tâm mà cũng ba phần như vậy đó, thì chúng ta dễ nhớ hơn là đối với sở hữu tâm. Thì trở lại khi mà học bên sở hữu tâm đó, thì chúng ta nhớ rằng là giữa tâm và sở hữu nó có tương quan về bốn phương diện, tức là đồng sanh đồng diệt, là đồng nương một vật mà đồng biết một cảnh. Và trong cái sự tương quan này đó, thì chúng ta có nhớ rằng là trong một loại sở hữu đó, thì nó đi được với bao, nó có thể hợp với bao nhiêu tâm, và trong tâm đó, thì nó có thể là nó có bao nhiêu sở hữu. Thì cái sở hữu mà ở đây đó, tôi phải nhắc cái phần này đó là do vì có vị học viên đó, là có hỏi tôi, và tôi nghĩ rằng là trong khi tôi giảng bài chưa có được rõ ràng, cho nên là các vị nắm không có rõ lắm. Cái sở hữu á, mà tương ưng tâm á, tôi ví dụ là cái sở hữu, đây là sở hữu. Sở hữu á, thì xem cái sở hữu này á, nó có thể nó đi được với tâm nào. Dạ, nó đi được với cái tâm nào. Dạ. Nó đi được với tâm nào. Thì chúng ta có thể, chúng ta hiểu rằng là ví dụ giống như là một người á, là người ta có ví dụ giống như là chúng ta đó, là cùng lúc với chúng ta cũng có thể là chúng ta đến, chúng ta sống hay là đến chơi, đến với bao nhiêu người bạn, với bao nhiêu gia đình. Đó là cái cách mà sở hữu tâm có thể hợp với bao nhiêu tâm. Nó khác với trong tâm là có bao nhiêu sở hữu. Ví dụ như là đây là cái tâm, thì trong tâm này thì nó có bao nhiêu cái sở hữu vân vân vân. Thì trong tâm nó có bao nhiêu sở hữu á, nó khác với sở hữu có tương ứng được bao nhiêu tâm. Sở hữu tương ứng được bao nhiêu tâm đó, thì khi mà sở hữu đi với tâm nào á, thì chỉ có một cái tâm đó thôi, chứ không có cùng một lúc á, mà sở hữu á, đi với hai tâm. Ví dụ tôi lấy ví dụ chẳng hạn giống như là cái sở hữu si. Tôi ví dụ giống như là cái sở hữu si là cái sở hữu này.
thì nói rằng là cái sở hữu si đi được với 12 tâm bất thiện, thì trong cùng một lúc á, sở hữu si chỉ có thể đi với cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, hoặc là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ, hoặc là tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, vân vân, chứ không có thể nào cùng một lúc mà có mặt trong 12 tâm. Là bởi vì theo cái lộ trình tâm thì trong cùng một thời điểm nó chỉ có một tâm sanh lên thôi. Cho nên khi mà chúng ta nói rằng là tâm, xin lỗi, cái sở hữu đó nó tương ưng được bao nhiêu tâm, thì chúng ta phải hiểu rằng là nó có thể có mặt ở trong tâm đó, và trong một lúc thì nó chỉ có thể là nó chỉ có mặt trong một tâm thôi, là bởi vì trong cùng một lúc nó không có thể có hai cái tâm sinh. Nó khác với là khi mà chúng ta nói là trong một tâm đó, là nó yếu hiệp bao nhiêu sở hữu, hay là trong một tâm đó, nó gồm bao nhiêu sở hữu. Thì khi ví dụ giống như là chúng ta tính cái tâm tham, cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ là cái tâm tham này, thì chúng ta nói rằng cái tâm tham này á, là nó có 13 tự tha. Rồi bây giờ tôi ví dụ như đây là tâm tham, ví dụ là tâm tham, thọ hỷ, hợp tà, hợp tà, vô trợ. Thì trong cái tâm tham này nó có bao nhiêu sở hữu? Thì trước hết đó, là chúng ta xét về 13 sở hữu tự tha là cái nhóm này. 13 sở hữu tự tha là cái nhóm này. Thì ở trong cái nhóm 13 sở hữu tự tha này đó, thì là trong tâm tham là có đủ 13 sở hữu tự tha. 13 tự tha. Rồi cộng với cái sở hữu tịnh hảo thì đương nhiên là chúng ta bỏ. Chúng ta cộng 13 sở hữu tự tha, rồi chúng ta cộng với 13 tự tha nè, rồi chúng ta cộng với 4 si phần, bởi vì si phần là bất thiện biến hành, cho bốn si phần, rồi cộng với sở hữu tham. Tâm tham thì đương nhiên phải có sở hữu tham, rồi hợp tà tất nhiên là có tà kiến, mà do vì vô trợ đó cho nên là không có hôn phần, rồi do vì là tâm tham cho nên nó cũng không có cái sân phần. Vậy cũng là do vì tâm tham cho nên nó không có hoài nghi. Như vậy thì ở đây chúng ta có 13 tự tha, 4 si phần và sở hữu tham tà kiến. Thì tất cả là có trong cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ này nó có là 19 sở hữu. Và nó có 19 cái sở hữu hợp. Thì trong cùng một lúc khi cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ sanh lên, thì đồng thời đó nó có 19, các vị lưu ý dùm đây, cái vòng tròn là tượng trưng cho cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Thì khi mà cái tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ này nó sanh lên, thì đồng thời với nó có 19 cái đặc tính, là 13 cái tự tha, 4 sĩ phần, sở hữu tham và tà kiến. Thì ở đây các vị thấy rằng là khi mà chúng ta nói trong cái tâm một, trong một tâm á, là nó bao gồm bao nhiêu sở hữu, thì chúng ta hiểu rằng là nó có bao gồm bao nhiêu cái đặc tính. Nó khác với khi mà chúng ta nói cái sở hữu đó nó có thể hợp với bao nhiêu tâm. Thì dù cho chúng ta cái sở hữu đó nó có thể hợp với 121 tâm, giống như là cái sở hữu biến thành. Thì khi mà nói hợp đây đó, tức là nó có thể nó đi với cái những cái tâm đó, chứ trong cùng một lúc nó chỉ đi có cái một tâm thôi. Bởi vì chính cái điều đó mà chúng ta thấy rằng trong chữ Pali đó, thì dùng hai tiếng khác nhau. Ở đây nó là cái chữ là Sampayoga, là chỉ cho Sampayoga, Yoga, hay là chúng ta gọi là tương ưng, hay là chúng ta nói gọn hơn là nó đi hợp với, và hợp với hay là đi cùng. Dễ hiểu, thật ra chỉ đi cùng thì nó có chữ Sahagata, nhưng mà đây chúng ta hiểu như vậy đó.
tương ưng là cái giống như là cái tâm đó nó có hợp với cái sở hữu đó, nó có hợp với bao nhiêu tâm. Rồi còn khi mà nói về cái trong một tâm này nó gồm có bao nhiêu sở hữu thì cái chữ Pali thì chúng ta có nhớ rồi, chữ Sangkhara. Dạ. Chứ không có lưu ý cái chỗ này đó thì các vị thấy rằng là tại sao mà nói rằng là trong một tâm nó có bao nhiêu sở hữu hay sở hữu có bao nhiêu tâm mà sao chữ Pali nó lại khác biệt, nó lại phân loại riêng ra. Thì khi ở đây chúng ta phải lưu ý rằng là cái đi hợp với cái tâm sở hữu, hợp với cái tâm nào đó, nó hoàn toàn nó khác với một tâm mà nó bao gồm bao nhiêu cái sở hữu. Cái phần này đó thì nó là quen thuộc đối với những vị học viên đã học rồi. Tuy nhiên đối với những cái vị học viên mới đó thì đôi khi tôi cũng sợ rằng là các vị trong lúc mà tôi giảng bài nó nhiều khi không có rõ ràng đó thì các vị không có nắm được. Rồi bây giờ chúng ta ôm lại cái phần sở hữu. Thì ở trong cái phần sở hữu tâm á, thì nó cũng được chia ra làm ba, là phần tự tha, phần bất thiện và phần tịnh hảo. Cái tự tha này á, thì chúng ta xem đó là phần chung. Và tự tha này là phần chung. Rồi cái phần này á, là bất thiện á. Bất thiện rồi tịnh hảo. Thì bất thiện á, thì chỉ đi với bất thiện. Tịnh hảo á, thì chỉ đi với tịnh hảo. Và cái tự tha đó thì tất nhiên cái phần tự tha là cái phần này á, là do vì nó là cái phần chung cho nên cái phần này á, nó đi với tất cả 121 tâm. Thì các vị thấy là ở đây á, là trong ba phần này á, tự tha nó thì có hai. Dạ nghe, tự tha ở đây chúng ta có tự tha thì có hai, tức là biến hành và biệt cảnh. Do vì cái phần tự tha này nè, nó là phần chung. Cho nên khi chúng ta nói biến hành, có nghĩa là nó cũng là thuộc về phần chung. Phần chung là sao? Tức là cho tất cả các tâm. Không có phân biệt được, không có phân biệt thiện, bất thiện, vô ký, không có phân biệt siêu thế, hiệp thế, không có phân biệt tịnh hảo, vô tịnh hảo gì hết. Cái phần tự tha là cái phần chung. Do đó khi nói là cái phần biến hành trong tự tha này là cái phần biến hành của tự tha đó, thì tất nhiên đó là cái biến hành cho tất cả tâm. Rồi cái phần biệt cảnh của tự tha đó là khi mà chúng ta xét đó, thì chúng ta cũng xét tất cả 121 tâm. Chứ chúng ta không có thể nào chúng ta xét từng chỉ một phần riêng biệt, là do vì mặc dù cái biệt cảnh nó không có mặt đủ trong 121 tâm. Tuy nhiên thì chúng ta phân loại tâm là bốn cái địa vức khi làm ba hay là làm hai vân vân. Thì chúng ta có phân loại như thế nào đó thì đều có thể có biệt cảnh trong đó hết. Cho nên khi mà nói với cái sở hữu biệt cảnh là chúng ta sở hữu biệt cảnh mà ở trong tự tha này đó, thì chúng ta cũng bắt buộc phải xét trong đến 121 tâm. Cái phần thứ hai đó thì chúng ta có là cái phần thứ hai là cái phần bất thiện, phần một này, rồi đi phần hai. Phần hai là cái sở hữu bất thiện. Thì cái sở hữu bất thiện này á, thì chúng ta cũng có hai phần, đó là cái phần là bất thiện biến hành và bất thiện biệt cảnh. Thì khi mà nói bất thiện biến hành á, là chúng ta do vì nó có chữ bất thiện, do đó là chúng ta chỉ xét trong cái nhóm bất thiện này thôi. Nếu đó là bất thiện biến hành á, thì chúng ta biết rằng là bốn cái si vô tàm vô úy phốc vật này đó là nó có mặt ở trong tất cả, nhưng mà là tất cả của bất thiện. Nó khác với cái biến hành của tự tha. Biến hành của tự tha là có mặt ở trong tất cả các tâm,
biến hành của bất thiện là nó chỉ có mặt ở trong tất cả các tâm bất thiện. Tương tự, dạ, ở đây có bất thiện biến hành, bất thiện biến hành. Ở thứ hai đó thì nó cũng có cái là bất thiện biệt cảnh. Thì khi mà nói đến bất thiện á, thì chúng ta chỉ xét trong 12 tâm bất thiện này thôi. Và nói đến biệt cảnh á, thì chúng ta xem trong 12 tâm bất thiện này thì cái tâm nào nó không hợp với những cái sở hữu bất thiện biệt cảnh này. Như vậy thì khi mà chúng ta xét cái phần mà sở trong tâm có bao nhiêu sở hữu hay là sở hữu hợp với bao nhiêu tâm đó, thì khi mà chúng ta thấy rằng là nói đến cái biệt cảnh của tự tha đó, thì chúng ta phải xét cả 121 tâm. Nhưng mà những cái biệt cảnh như là bất thiện biệt cảnh đó, thì chúng ta chỉ xét ở trong bất thiện thôi. Như vậy là chúng ta trừ vô nhân, trừ cả cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Rồi phần thứ ba thì chúng ta có cái tương tự giống như là bất thiện, đó là sở hữu tịnh hảo. Sở hữu tịnh hảo này á, thì cũng được chia làm hai, tức là biến hành và biệt cảnh. Như vậy thì chúng ta thấy là trong 1, 2, 3, tự tha, bất thiện và tịnh hảo, thì cái nào cũng được chia làm hai là bất thiện, biến hành và biệt cảnh, biến hành và biệt cảnh. Chỉ có điều chúng ta lưu ý là hãy tự tha là do vì nó là cái nhóm chung, cho nên biến hành của nó là biến hành cả 121 tâm, và biệt cảnh của nó thì cũng phải xét 121 tâm. Còn đối với cái sở hữu bất thiện á, thì khi nói đến cái biến hành của bất thiện á, bất thiện biến hành á, thì chúng ta chỉ biết rằng là nó chỉ có mặt ở trong tất cả các cái tâm bất thiện. Rồi sở hữu bất thiện biệt cảnh á, thì nó cũng chỉ có thể có mặt trong 12 tâm bất thiện thôi. Tương tự phần thứ ba là sở hữu tịnh hảo thì cũng có hai phần như là tự tha và bất thiện, tức là nó cũng có là tịnh hảo biến hành và tịnh hảo biệt cảnh. Thì tịnh hảo biến hành thì do vì nó là cái nhóm tịnh hảo, cho nên là chúng ta xét hết, chúng ta lấy nguyên cái nhóm tịnh hảo này và nói tịnh hảo biến hành, có nghĩa là nó có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo. Rồi nói đến tịnh hảo biệt cảnh là chúng ta xét xem là ở trong cái nhóm tịnh hảo này nó có thể nó hợp với tâm nào và tâm nào nó không hợp, và chúng ta không cần phải xét đến cái tâm bất thiện và tâm vô nhân, bởi vì ở đây là đang xét về phương diện tịnh hảo. Như vậy ở trong cái phần sở hữu tâm á, thì chúng ta có chia làm ba là tự tha, bất thiện và biến hành. Ở trong tự tha thì gồm có hai là biến hành và biệt cảnh. Trong sở hữu bất thiện được chia làm hai, tức là bất thiện biến hành và bất thiện biệt cảnh. Sở hữu tịnh hảo được chia làm hai, tức là sở hữu tịnh hảo biến hành và tịnh hảo biệt cảnh. Thì các vị nhớ là ở trong cái bất thiện và cái tịnh hảo này luôn luôn chúng ta không có thể nói là biến hành và biệt cảnh. Chúng ta không có thể nói gọn được là biến hành và biệt cảnh, mà chúng ta luôn luôn là phải thêm cái tánh của nó, tức là bất thiện hay là tịnh hảo, chứ không có thể nói biến hành và biệt cảnh giống như cái phần tự tha, là vì hai cái phần dưới là hai cái phần riêng biệt. Do vậy ở đây thì chúng ta có thấy rằng là chúng ta có ba loại biến hành và ba loại biệt cảnh. Cái biến hành trong tự tha là chung, biến hành trong sở hữu bất thiện và tịnh hảo là riêng. Tương tự như vậy đối với biệt cảnh. Trở lại cái phần chia pháp, cho đến cái giờ này chúng ta học á, thì chúng ta có thêm cái phần là phần tịnh, chúng ta có thêm cái phần sở hữu. Tôi chia lại trong cái sở hữu này á, được chia làm ba, tự tha, bất thiện và biến hành. Trong tự tha đó được chia làm hai, tự tha biến hành và tự tha biệt cảnh. Trong sở hữu bất thiện được chia làm hai là sở hữu bất thiện biến hành và sở hữu biệt cảnh. Trong sở hữu tịnh hảo được chia làm hai là sở hữu tịnh hảo biến hành và sở hữu biệt cảnh. Ở đây các vị
Phật tử học viên chúng ta, do vì chúng ta không có thời gian nhiều, cho nên nếu mà vị nào mà có thể mà chia pháp được thì tôi nhờ các vị, tôi nhờ các vị giống như các vị MC vậy, cô Nhung, cô Phước Duyên, các vị hoan hỷ, và vị nào mà có thể chia pháp được thì chúng ta coi, chúng ta nên chỉ 5 người thôi, bởi vì không có thời gian nhiều. Tôi chỉ các vị chọn 5 vị học viên nào mà chúng ta giơ tay trước để mà chúng ta chia pháp. Và ở đây chúng tôi lưu ý các vị đó, là khi mà các vị chia pháp đó thì mỗi vị đó là chia khác nhau chứ không có chia giống. Chia giống nhau là bởi vì ở đây chúng ta ôn tập, tôi xem là các vị Phật tử ta có thể nắm bài được hay không. Do vậy hễ mà Phật tử nào, học viên nào mà chia pháp trước, nó chẳng hạn giống như là chúng ta chia làm hai, tức là cái tâm hiệp thế và cái tâm siêu thế, thì các vị khác phải chia cách khác. Cái vị kế sau nó là chia làm hai, là vô tịnh hảo hoặc là tịnh hảo, hoặc là các vị chia làm ba, tức là theo địa vức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hoặc là chia làm ba là dục giới, đáo đại và siêu thế. Thì các vị Phật tử nào mà, học viên nào mà chúng ta có thể chia pháp được thì tôi mời các vị chia pháp. Chúng ta chia tới phần sở hữu tâm thôi. Có vị nào chia pháp được không ạ? Dạ thưa sư, chưa thấy Phật tử nào giơ tay chia. À dạ có ạ, Phật tử. Xin mời Phật tử Loan Liễu Thanh Má Nanh đi ạ. Dạ. Dạ con thưa sư, con xin được chia pháp gần phần sở hữu tâm ạ. Dạ. Gồm 13 tâm tự tha, 14 tâm bất thiện và 25 tâm tịnh hảo. 13 tâm tự tha được chia làm hai, gồm có không mấy cô bác quỷ chia lại từ đầu đi, nó chia từ phần nào? Dạ tất cả gồm pháp chi pháp đó, tất cả là pháp. À từ đầu ạ. Dạ con thưa sư, cái máy của cô chưa được rõ, máy của cô nghe không có được. Con thưa sư, xin nghe rõ chưa ạ? Dạ rõ rồi. Con thưa sư, con xin chia pháp. Tất cả vì nào pháp được chia làm hai, là tịnh và chân đế, thực tế được chia làm hai. Là pháp thể ấy, danh thể định và nghĩa thể định. Chân đế được chia làm hai là pháp thế vi và pháp vô vi. Pháp thế vi được chia làm hai là danh và sắc. Danh được chia làm hai. Danh và sắc, danh được chia làm tâm và sở hữu tâm. Tâm được chia làm tâm thì con xin chia theo từng khu ạ. Tâm gồm có tâm 12 tâm bất thiện. Có phải đọc từng tâm không ạ? Không, cô chia thôi nhé. Gồm có 12 tâm bất thiện. Không nên chia như vậy. Mà chia theo nhóm. Cô nên chia theo nhóm, ví dụ như là chia theo địa vức hay là chia theo tánh hay giống. Con xin chia làm ba, gồm có tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo ạ. Dạ. Yeah. Tâm được chia làm ba là tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm tịnh hảo. Dạ. Sử dụng tâm ba. Dạ. Gồm 13 tâm tự tha, 14 tâm bất thiện và 25 tâm tịnh hảo. 13 tâm tự tha làm hai là sở hữu biến hành và sở hữu diệt cảnh. Tâm tự tha là sở hữu biến hành thì di xuất trong 121 tâm, còn sở hữu diệt cảnh thì tùy theo cái phần sở hữu thọ có không cần phải nói. Dạ không cần phải chia pháp, ở đây chúng ta chỉ nói là sở hữu tâm á, chia làm ba là tự tha, bất thiện và dạ, mỗi phần như vậy con chia làm hai là đúng rồi.
13 tâm tự tha được chia làm hai, sở hữu biến hành và sở hữu biệt cảnh. Dạ. 14 tâm bất thiện làm hai, sở hữu bất thiện biến hành và sở hữu bất thiện biệt cảnh. Dạ. 25 tâm chia làm hai là sở hữu tịnh hảo biến hành và sở hữu tịnh hảo biệt cảnh. Dạ dạ, dạ cảm ơn cô. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Và sư con chia pháp theo điều vức ạ. Dạ. Pháp hữu vi có 121 tâm, 52 sở hữu, 28 sắc pháp. 121 tâm chia theo điều vức gồm có 4, 54 tâm dục giới, 15 sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm sư thế, 54 tâm dục giới chia làm 2, 30 tâm vô tịnh hảo, 24 tâm dục giới tịnh hảo, 15 tâm sắc giới chia làm 3 là 5 tâm sắc giới, 5 tâm quả sắc giới, 5 tâm duy tác sắc giới, 12 tâm vô sắc giới được chia làm 3, 4 tâm thiền vô sắc giới, 4 tâm quả vô sắc giới và 4 tâm duy tác vô sắc giới. 40 tâm siêu thế được chia làm 2 là 20 tâm đạo và 20 tâm quả siêu thế. Bạch sư con hết ạ. Dạ, sở hữu tâm con. Cái phần sở hữu tâm cô chia được không? Dễ mà. Dạ. Dạ cô chia luôn. Dạ. À, bạch sư, cái sở hữu tâm thì sở hữu tâm được chia làm 3. Yeah. Là sở hữu tha và sở hữu bất thiện, sở hữu được, tịnh hảo. Cô nên chia có con số như là bên tâm thì rất là tốt, chia làm 3 thì gồm 13 tự tha. Dạ bà sư. Dạ. Sở hữu tâm dạ, dạ có dạ, sở hữu tâm thì được chia làm 3. Dạ được chia làm 3. Yeah. Là có 13 tâm sở hữu tự tha. 13 sở hữu tự tha giống như 13 tâm. Dạ, 13 sở hữu tự tha. Dạ. Dạ, 14 sở hữu bất thiện. Dạ. Và 25 sở hữu tịnh hảo. Dạ. Dạ, 13 sở hữu tự tha được chia làm 2. Dạ. Là có 7 tâm là sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành. Dạ, 7 sở hữu biến hành. Và sáu sở hữu biệt cảnh. Dạ. Sở hữu bất thiện. Dạ, chia làm 2. Dạ, được chia làm 2. Dạ. Có 4 si phần là sở hữu bất thiện biến hành. Dạ. Và 14 sở hữu. 10 sở hữu bất thiện biệt cảnh. Dạ, 10 sở hữu bất thiện. Dạ, 10 sở hữu là biệt cảnh. Dạ. Rồi sở 25 sở hữu tịnh hảo được chia làm 2. Dạ, 25 sở hữu tịnh hảo được chia làm 2 là 19. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. Dạ. Và 6 là sở hữu biệt cảnh. Sở hữu tịnh hảo biệt cảnh. Dạ, 6 sở hữu tịnh hảo biệt cảnh. Dạ, phải có tịnh hảo nha con. Tại vì nó lộn với cái tự tha ở trên đó. Phải thêm cái tịnh hảo biệt cảnh. Dạ. Dạ, bạch sư. Dạ. Dạ, con chia rất là tốt. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Duyên lên chia pháp ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia pháp về ba tánh. Dạ. Tất cả gọi là pháp, thì pháp chia hai. Pháp chân đế và pháp tục đế. Pháp tục đế chia hai, danh chế định và nghĩa chế định. Pháp chân đế thì chia hai, chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế vô vi là Niết Bàn. Chân đế hữu vi chia hai, danh và sắc. Thì danh chia hai, tâm và sở hữu tâm. Về tâm á, thì con xin chia theo ba tánh. Tánh bất thiện, tánh thiện và tánh vô ký. Tánh thiện gồm có 12 tâm. Nó hợp với là 13 sở hữu tự tha và 14 sở hữu bất thiện.
trong 14 sở hữu bất thiện đó, đó thì có 4 sở hữu bất thiện biến hành. Và không không, bây giờ cô khoan chỉ nói cái tâm hợp mà chỉ nên chia pháp trước. Rồi dạ cái, thì bây dạ. giờ con trở lại ba tánh thì dạ, tánh bất thiện á thì gồm có là 12 tâm, tánh dạ. thiện gồm có 37 tâm dạ. và tánh vô ký gồm có 72 tâm dạ. thì rồi ở trong tánh... cái phần sở hữu tâm cô chia lại bên sở hữu tâm đi. Dạ bên sở hữu tâm á thì gồm có 3 phần. Dạ. Gồm có là 13 sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. Thì dạ. trong cái nhóm tâm bất thiện á, nó hợp với lại 13 sở hữu tự tha và 14 sở hữu bất thiện. Trong dạ. cái nhóm thiện á, thì hợp với lại 13 sở hữu tự tha cộng với lại 25 sở hữu tịnh hảo. Trong cái dạ. nhóm vô ký nó cũng hợp với lại 13 sở hữu tự tha và 25 sở hữu tịnh hảo. Thưa sư dạ. con hết. Dạ dạ, nó tốt không? Dạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tuyết Ngọc ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia pháp ạ. Dạ. Tất cả đều là pháp, gồm có pháp hữu vi và pháp vô vi. Pháp hữu vi gồm có danh chế định và nghĩa chế định. Và con xin chia là bên sở hữu tâm là có 52, bên tâm có 121. Yeah. Tâm chia ra là tâm hiệp thế và tâm siêu thế. Yeah. Tâm hiệp thế có 81 tâm, tâm siêu thế yeah. có 40 tâm. Yeah. Trong tâm siêu thế có bất thiện là 12. Với tâm hiệp thế. Trong tâm hiệp thế. Dạ. Yeah. Tâm, tâm hiệp thế. Dạ, yeah, tâm hiệp thế. Tâm tham có 8 tâm. Tâm sân có 2 tâm và tâm si có 2 tâm. Dạ. Yeah. Rồi tâm vô nhân có quả bất thiện vô nhân 7 tâm, quả yeah. thiện vô nhân 8 tâm và vô ký là 3 tâm. Yeah. Tâm dục giới tịnh hảo có tâm đại thiện 8 tâm, tâm đại quả 8 tâm và tâm yeah. vô ký 8 tâm. Yeah. Tâm đấu đại có tâm thiện sắc giới 5 tâm, tâm yeah. quả sắc giới 5 tâm và tâm vô ký 5 tâm. Yeah. Tâm vô sắc giới có thiện vô sắc giới 4 tâm, tâm quả vô sắc giới 4 tâm, tâm yeah. vô sắc giới 4 tâm, tâm đấu đại, tâm đấu đại có 20 tâm, tâm đấu đại có 20 tâm và tâm quả có 20 tâm. Tâm siêu thế chứ không phải tâm đấu đại. Dạ tâm siêu thế yeah. có 20 tâm, 40 tâm. Tâm siêu thế có 40 tâm là tâm đấu yeah. đại có 20 tâm và tâm quả có 20 tâm và sở hữu tâm có 52. Không, 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 không. Cái tâm đấu đại á, tức là cái tâm sắc giới và cái không tâm vô sắc giới cộng lại gọi là tâm đấu đại. Yeah. Cô nhớ cũng rất là tốt rồi đó, nhưng mà cô còn nhầm cái tâm đấu đại nha. Tâm đấu đại là cái tâm sắc giới và vô sắc giới, 15 tâm sắc giới và 14 tâm vô sắc giới, 12 tâm vô sắc giới thì gọi là tâm đấu đại. Dạ, cộng lại tâm siêu thế là có 40 tâm cả thảy. Dạ, dạ. Dạ, sở hữu tâm chia làm 3. Dạ. Tâm tự tha rồi chia làm 2 là sở hữu biến hành có 7 và sở hữu biệt cảnh có 6. Dạ. Rồi tâm bất bất thiện gồm có siêu phần là 4, tham phần là 3, sở hữu sân phần là 4 và sở hữu hôn phần là 2, sở hữu nghi phần là 1. Yeah. Sở hữu tịnh hảo biến hành có 19 tâm. Yeah. Sở hữu ngăn trừ phân có 3, sở hữu vô lượng phần có 2 và sở hữu trí tuệ có 1. Dạ. Dạ, tốt rồi cô. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục ạ. Dạ, thưa các vị, là có lẽ là chúng ta không có thời gian nhiều, cho nên chúng ta chỉ đơn cử một số vị học viên để tôi có thể xem các vị có các vị còn nhớ bài hay không. Thì ở đây chúng ta học vi diệu pháp là các vị giống như là các vị
xem cái bản đồ như vậy đó. Chẳng hạn giống như là chúng ta đang học phần nào, thì chúng ta chẳng hạn giống như là mình đang học cái phần sở hữu tâm này, thì chúng ta lưu ý là ở trong cái phần sở hữu tâm này nó nằm ở trên cái biểu đồ nào của vi diệu pháp. Và đôi khi bài vở càng lúc càng nhiều á, thì chúng ta học phần nào á, thì chúng ta nhìn trên cái biểu đồ này để mà chúng ta xác định là xem cái phần chúng ta đang học là thuộc về phần nào, để không có bị nhập nhằn rồi nó mất đi cái hệ thống. Nó mất cái hệ thống thì đôi khi mình khó nhớ. Do vậy là khi mà tôi hướng dẫn vi diệu pháp đó là luôn luôn cố gắng mở cái biểu đồ vi diệu pháp này để cho các vị nhìn vào cái biểu đồ này, các vị quen. Và tôi muốn là các vị khi mà chúng ta làm sao có làm học vi diệu pháp đó, là sau này mà chúng ta có thể nhớ cái biểu đồ vi diệu pháp này đến mức độ mà mình có thể tự mình vẽ thuộc lòng trong tâm trí, chứ mình không có lẫn lộn. Thì các vị nào mà chúng ta học qua rồi thì chúng ta thấy rằng là nếu khi nào đi đâu đó mà không có cái bản nêu vi diệu pháp này á, thì mình cũng có thể mình hoàn toàn mình vẽ lại được. Thì nếu mà vị nào mà học được nhớ như vậy thì là rất là tốt. Thật ra thưa các vị, bản thân tôi đó không phải là một người có trí nhớ tốt, chỉ là ở cái mức trung bình thôi. Nhưng mà mình học quen đó thì mình sẽ nhớ. Do vậy tôi tin rằng là nếu mà vị học viên nào mà chúng ta tha thiết học quá thì chắc chắn rằng là chúng ta cũng sẽ nhớ hết. Bởi vì nó, các vị học rồi đó thì các vị không có thấy khó lắm. Thì ở trong cái phần vừa rồi chúng ta học quá là chúng ta đã học xong về cái phần tâm và sở hữu, cũng như là chúng ta học là xem nó là trong một tâm á, thì nó sẽ bao gồm có bao nhiêu sở hữu, và đối với một sở hữu như vậy đó thì có thể đi với bao nhiêu tâm. Dạ thưa sư, còn một đạo hữu Huyền Nguyễn Thị là muốn giơ tay xin chia pháp nữa ạ. Dạ dạ dạ, cô cứ mời. Dạ. Xin mời đạo hữu Huyền Nguyễn Thị lên chia pháp ạ. Dạ xin mời đạo hữu ạ. Dạ xin mời đạo hữu Thamika Liễu ạ. No. Dạ từ xưa con xin được chia pháp ạ. Dạ dạ mời anh. Tất cả đều là pháp, pháp được chia làm hai. Yeah. Pháp chân đế và pháp tục đế. Pháp tục đế cũng có danh chia định và nghĩa chia định. Pháp chân đế chia làm hai, chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế hữu vi cũng có tâm và sở hữu tâm, sắc pháp này. Chân đế hữu vi cũng có danh và sắc. Yeah. Danh cũng có tâm và sở hữu tâm. Dạ phải. Tâm con xin được chia làm ba điều vước ạ. Dạ. Có tâm dục giới. Dạ. Tâm đáo đại và tâm siêu thế. Dạ. Tâm dục giới được chia làm ba. Tâm bất thiện và tâm vô nhân và tâm dục giới tình hảo. Tâm đáo đài được chia làm hai là tâm sắc giới. Và tâm vô sắc giới. Thì tâm siêu thế được chia làm hai. Là 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Sở hữu tâm được chia ra làm 3. 13 tâm sở hữu. 13 sở hữu chứ không phải 13 tâm. 13 tâm tự tha. 13 sở hữu tự tha. Tâm biệt cảnh. 13 sở hữu tự tha.
Dạ, chị đừng có. Dạ. Sở hữu bất thiện. Dạ. 25 tâm tịnh hảo. 25 sở hữu tịnh hảo chứ không tâm, bên đây là sở hữu, đang chia cái sản phẩm sở hữu. 25 sở hữu tịnh hảo. Dạ. 13 tâm tự tha được chia làm hai. Dạ dạ, 13 sở hữu tự tha. 13 sở hữu tự tha. Sở hữu chứ không phải tâm. Mười ba sở hữu. 13 sở hữu tự tha. Dạ. Được chia làm hai. Dạ. 7 sở hữu biến hành. Dạ. 6 sở hữu nghiệt cảnh. Dạ. 14 sở hữu bất thiện. Được chia làm hai. Dạ. Sở hữu biến hành và sở hữu bất thiện. Dạ. Sở hữu bất thiện biến hành. 25 sở hữu tình hảo được chia làm hai. 19 sở hữu tình hảo biến hành. Và 6 sở hữu tình hảo biệt cảnh. Dạ, phải phải có tình hảo chứ ta nói nhầm cái tình hảo cho phải. Dạ, phải cái. À, các vị, chúng ta đã chia pháp rồi thì bây giờ hôm nay trong các cái, trong cái phần mà tập yếu hiệp á, mà chúng ta học á, là vừa rồi là học trong ba phần, tức là học về phần thọ, thì chúng ta có năm thọ là thọ hỷ, thọ xả, thọ ưu, thọ khổ và thọ lạc. Và chúng ta có sáu nhân là nhân vô tham, nhân tham, nhân sân, nhân si, vô tham, vô sân và vô si. Như vậy chúng ta có năm thọ và sáu nhân. Rồi chúng ta có cái 14 cái chức năng, hay là 14 cái sự, hay là 14 cái việc làm của tâm. Thì cái 14 sự này nữa, chúng ta cần phải, tôi phải nhắc kỹ lại, là bởi vì 14 cái chức năng này là đặc biệt liên quan đến cái phần lộ trình tâm. Cho nên ở trong cái phần tập yếu hiệp này là cái các vị rất là cần thiết để nhớ đến 14 cái việc làm hay là 14 cái chức năng của tâm. Thì trong cái 14 cái chức năng hay 14 việc làm thì các vị nhớ là chúng ta có 3 cái chức năng đầu tiên. Nó ôm lại cái 14 cái 14 sự hay là chức năng. Thì ba cái việc làm hay ba chức năng đầu tiên của tâm thì chúng ta dễ nhớ, rất là tục sinh, hay là hộ kiếp, thứ ba là tâm tử. Tục sinh là tâm khởi đầu cái kiếp sống. Tâm hộ kiếp á, hay còn gọi là hữu phần. Hữu phần. Tâm hộ kiếp á, tức là cái duy trì cái sự sống. Hay là hữu phần, đó là cái dấu hiệu báo, dấu hiệu của sự sống. Và tâm tử á, tức là tâm cuối cùng. Thì các vị nhớ đây là đầu tiên. Tâm tục sinh là đầu tiên. Đầu tiên của kiếp sống. Rồi cái hậu kiếp này nó là duy trì, và tâm tử là tâm cuối cùng. Như vậy là
chức năng đầu tiên hay là ba cái việc làm của tâm, thì chúng ta nhớ là tâm nó có ba việc làm mà nó kéo dặn chảy từ đầu cho đến cuối kiếp sống, đó là tục sinh, hộ kiếp và tử. Rồi do vì á, chúng sinh mà ở trong một cái cõi mà có đầy đủ giác quan nhất á, đó là cái cõi ngũ uẩn, tức là có đủ cái cõi dục giới, là có đủ các cái giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và năm giác quan. Thì năm cái việc làm hay là năm chức năng tiếp theo sau á, đó là năm cái chức năng thực hiện cái công việc mà năm giác quan nhận cảnh, đó là, xin lỗi các vị, cái việc thứ tư á là cái việc khai môn, tức là có hai cái loại tâm, nó có cái nhiệm vụ là nó mở cửa. Chỉ khai môn, cái nghĩa xác của khai môn tức là mở cửa ra. Mà mở cửa gì, tức là trong cái thân của chúng ta nó được ví dụ giống như là có cái sáu cái cửa, là cái cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vẫy. Thì khi mà cái cảnh từ ở bên ngoài được tâm nhận á, được tâm ghi nhận đó, thì nó thông qua sáu cái cửa này gọi là lục môn đó. Thì cái tâm khai môn đó là cái tâm nó có một cái nhiệm vụ là nó giống như là cái màn trọc ở trong cái máy ảnh, tức là nó mở cửa ra, nó mở cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì cái nhiệm vụ, cái việc làm thứ tư của cái tâm là khai môn. Việc làm thứ năm là cái gì, là thấy. Thứ sáu là thấy nghe, bảy là nghe ngửi, tám là nếm, chín là xúc chạm. Mười là tiếp thu, quan sát. 12 là quan sát. 13 là đoán định. Chưa có 11 sư ơi. Tiếp theo dạ. Quan sát là 11 sư. Dạ, xin lỗi. 11 tiếp thu quan sát, 12 là đoán định, 13 là động lực, 14 là na cảnh. Rồi, do vì cái phần này á, sở dĩ mà chúng ta cần ôn bài lại đó, là do vì cái phần này đó, nó có một cái liên quan rất quan trọng ở trong cái phần lộ trình tâm, mà cái phần đó là một trong những cái phần quan trọng mà chúng ta sẽ học trong các trong khoảng tuần tới. Cho nên là tôi muốn hôm trước trong cái ngày chủ nhật, khi mà các vị học viên có hỏi câu hỏi đó, thì tôi sợ rằng là một số vị đó chưa có nắm rõ được cái phần này. Ở trong các cái bộ ví dụ pháp đó, thường nhắc đến một cái ví dụ nổi tiếng, nó là ví dụ của một người đang nằm ngủ. Ở đây là ví dụ của người đang nằm ngủ. Ở đây tôi ví dụ như là một cái kiếp sống của chúng ta. Cái tâm đầu tiên đó, gọi là cái tâm tục sinh. Cái tâm cuối cùng là tâm tử. Và trong suốt khoảng thời gian đó, đó là cái tâm hộ kiếp đó, là nó sanh liên tục. Nhưng mà khi nào mà cái tâm của chúng ta bắt cái cảnh bên ngoài đó, thì khi đó cái tâm hộ kiếp đó, nó dừng lại. Và khi đó là cái tâm bắt cái ngoại cảnh đó, nó sanh lên. Khi mà cái dòng thời gian tâm thức mà nó bắt ngoại cảnh đó, nó hết rồi đó, thì cái tâm hộ kiếp đó, nó tiếp tục nó sanh lên lại. Và nó cứ như vậy đó, hễ mà hộ kiếp nó sanh lên
Và khi mà có cái tâm, khi mà tâm mà nó bắt cái cảnh bên ngoài rồi đó, thì nó nhường cho cái tâm, những cái tâm khác làm việc, cái dòng hậu kiếp nó dừng lại. Thì ở cái dòng sau này chúng ta sẽ học trong cái phần lộ trình tâm, nhưng ở đây nhé, cần phải nói đến đó, lý do là để cho các vị phải nhớ rõ cái 14 cái sự này, hay là 14 cái chức năng của tâm này. Thì hồi nãy khi mà nãy tôi nói đến thì trong kinh có một cái ví dụ là cái người mà nằm ngủ á, thì người nằm ngủ á là trong cái giấc ngủ của người này đó là tượng trưng cho cái tâm, cái tâm hộ kiếp. Tức là người người ngủ á, họ không có biết cảm gì hết, nhưng mà họ không phải là người chết. Thì cái tâm hộ kiếp đó là cái tâm nó duy trì cái sự sống. Do vậy đó, một người hôn mê hay là một người ngủ, mặc dù là họ không có biết gì, nhưng mà tâm của họ nó vẫn liên tục. Dạ, đó là cái tâm mà nó làm việc, mà khi mà chúng ta không hay biết gì đó, thì khi đó gọi là cái tâm hộ kiếp. Nó giống như là cái chiếc phone mà khi mà chúng ta không có dùng đến, nhưng mà cái dòng điện nó vẫn còn, thì cái phone nó vẫn hoạt động. Tức là nó giống như nó chỉ tạm ngừng nghỉ vậy thôi, nhưng mà không phải là cái phone đó nó phải dừng hoạt động, mà khi nào mà có tín hiệu bên ngoài đến thì nó sẽ bật sáng lên. Thì trong cái dòng tâm thức liên tục của chúng ta như vậy đó, được nối nhau bằng những cái tâm hộ kiếp, thì khi cái hình ảnh của một người đang ngủ á, thì họ nghe một cái tiếng động á, thì một cái cảm biến, là một cái tâm thức nó làm việc, giống như là cái cảm biến đó là cái tâm khai. Chúng ta ví dụ cái tâm khai môn. Dạ. Yeah. Đây là cảnh nè, nó tác động. Dạ. Yeah. Cái cảnh tác động vào. Thì khi mà cái cảnh tác động vào á, thì cái tâm khai môn nó mở cửa ra. Và khai môn ở đây á, thì các vị nhớ là nó có hai, là khai ngũ môn và ý môn. Thì ở đây chúng ta lấy ví dụ với tâm cái người đàn ông đang ngủ là nghe cái tiếng động á, thì chúng ta lấy cái tâm khai ngũ môn là bởi vì nó sẽ mở ra cái cửa gì? Nó sẽ mở ra cái cửa là cái khi mà cái tiếng động đó đến á, thì cái tâm ngũ môn nó sẽ mở cái cửa ra. Và khi này thì người đàn ông mới mở mắt ra. Thì khi mà mở mắt ra đó, thì được ví dụ giống như là cái tâm khai ngũ môn nó mở cửa ra. Và khi mà cái người đàn ông nó mở mắt ra đó, thì người đàn ông đó nhìn thấy cái trái xoài rụng. Thì khi mà nhìn thấy á, thì xem như đó là cái tâm nhãn thức sanh lên. Thì tất nhiên đây chúng ta nhớ là cái tâm nhãn thức á, có hai tâm. Một là thọ quả thiện, hay là cái quả bất thiện, nó tùy theo cái cảnh. Thì khi này á, là nếu mà cái cảnh đó mà do nó là cái quả của cái tâm thiện ở trong đời quá khứ á, thì nó sẽ là cái tâm nhận thức quả thiện. Mà nếu mà đó là cái quả của cái tâm bất thiện á, thì nó sẽ là nhận thức quả bất thiện. Thì lúc này nó chỉ có một trong hai tâm thôi, chứ không phải cùng một lúc mà hai tâm nhận thức. Các vị nhớ nha, một trong hai tâm nhận thức thì nó sanh lên. Thì được ví dụ giống như là người đàn ông mới nhìn thấy cái trái xoài, rồi cái dòng tiếp theo đó là gì? Là ông đó sẽ đi đến nhặt cái trái xoài lên. Thì được ví dụ giống như là tiếp thâu. Rồi khi mà nhặt cái quả xoài lên á, thì ông đó, ông nhìn, ông xem xét coi cái trái xoài đó nó như thế nào. Thì khi giai đoạn mà xem xét đó thì gọi là quan sát. Rồi sau khi mà ông quan sát rõ rồi đó, thì tới cái đoán định là ông biết rằng là cái trái xoài này á, là nó là cái trái xoài ngon hay dở. Vì chúng ta cứ tạm ví dụ đó là một trái xoài ngon, thì cái đoán định á, tức là cái lúc mà ông quyết định ông ăn cái trái xoài đó. Và trong khi mà ông ăn á,
thì được ví dụ giống như là cái động lực. Và ông ăn rồi đó thì cái hương vị trái xoài nó còn dính lại ở trên môi, trên tai, thì ông liếm môi liếm tai đó, ông hưởng lại cái hương vị còn lại đó, thì được ví dụ giống như là cái tâm na cảnh, tức là cái tâm làm việc mà do cái động lực nó quá mạnh cho nên nó còn lại cái dư cảnh hay là na cảnh. Thì các vị nhớ cái hình ảnh, cái hình ảnh tiêu biểu được ví dụ rất là nhiều, được đề cập luôn luôn, được thường đề cập ở trong các cái bộ kinh á, là cái ví dụ người nằm ngủ này đó, thì để cho các vị dễ nhớ về cái 14 cái việc làm của tâm là tục sinh, hộ kiếp và tử. Thì khi này ông này ông ăn xong ông sẽ liếm tay chân rồi đó, thì tượng trưng thì ví dụ cho là cái tâm na cảnh, cái giai đoạn na cảnh. Và sau khi mà ông ăn rồi ông tay chân ông cũng liếm môi sạch sẽ rồi đó, thì ông không có làm việc gì, ông thấy không có việc gì để ông làm nữa, thì ông ngủ lại. Thì ngủ lại đó thì nó rơi vào trở lại là hộ kiếp. Thì cái giai đoạn trước khi trái xoài rụng á, là khi đó là ông ngủ á, là tượng trưng cái giai đoạn hộ kiếp. Rồi cái trái xoài nó rụng đó là cái cảnh ở bên ngoài nó tác động vào, cái ngoại cảnh tác động vào. Là trong cái suốt cái quá trình á, mà ổng mở mắt ra, ổng nhặt cái trái xoài, rồi ổng xem xét trái xoài, rồi ổng quyết định ổng ăn, rồi sau đó ổng liếm tay liếm chân. Thì đó là cái giai đoạn được xem, đó là một cái giai đoạn của những cái tâm gọi là cái tâm khách quan, tức là cái tâm mà để mà hướng ra ngoài, biết cái cảnh bên ngoài. Rồi sau cái tâm khách quan đó ông ăn xong rồi ông ngủ, tức là trở lại cái tâm chủ quan, tức là cái tâm hộ kiếp. Và cái đời sống của chúng sinh á, là cái thời mỗi thường mỗi cái tiến trình của lộ tâm như vậy đó, là nó diễn tiến là 17 cái sát na liên tục như vậy. Thường phần lớn thôi, chứ không phải là cái lộ tâm nào nó cũng 17 độ, 17 sát na. Sau này chúng ta học rõ về từng lộ, nhưng mà thường thường phần lớn là nó cái tâm mà nó sanh lên nó diễn tiến ra 17 cái sát na tâm liên tục, rồi cái nó nhường lại ở trong cái tâm hữu phần. Rồi cái tâm hữu phần đó nếu mà có cái ngoại cảnh bên ngoài vẫn còn nữa đó, thì nó sẽ tiếp tục nó diễn ra theo một cái lộ cái tâm khác. Như vậy thì ví dụ giống như là trong cùng một lúc á, chúng ta vừa giống như chúng ta vừa xem phim, thì chúng ta thấy rằng là mắt á, mình nhìn trên màn ảnh, tai thì mình nghe tiếng, và thậm chí đó, là người ta cũng có thể người ta vừa xem phim vừa thưởng thức cái gì nữa đó, thì khi đó chúng ta thấy rằng là các cái giác quan của chúng ta nó tưởng chừng như là nó làm việc cùng một lúc. Nhưng mà ở trong cái lộ trình tâm á, thì chúng ta thấy nó không như vậy. Mà khi mà chúng ta mắt chúng ta nhìn cái màn hình, cái tai chúng ta nghe tiếng, thì khi đó cái lộ tâm nó sẽ diễn ra xen kẽ với nhau, tức là cái lộ tâm do cái tâm nhận thức sanh lên, rồi sau đó nó trải qua một cái chập động lực, rồi nó trở lại hữu phần, rồi hữu phần đó nó mở ra một cái lộ tâm khác, một lộ tâm đó là nhị thức, rồi cái nhị thức nó cũng diễn ra là tiếp thu quan sát nó định, rồi động lực, rồi tiếp tục là hữu phần, rồi nó mới xen kẽ cái lộ tâm khác, giống như là cái tâm tỷ thức, thiệt thức gì đó. Và do vì cái tâm nó sanh diệt quá nhanh, cho nên là các cái chúng ta có cảm giác, tức là mình vừa thấy mà vừa nghe, mà cũng có thể là mình vừa xúc chạm, hay là mình vừa nếm cái hương vị giống như là cái tách trà vân vân. Nhưng mà thật ra thì cái tâm là do vì nó sanh liên tục như vậy. Thì cái phần này á, là chúng ta sẽ học ở phần trong cái lộ trình tâm. Do vậy á, mà rất là cần thiết để các vị học viên á, là chúng ta cố gắng là chúng ta nhớ 15 cái chức năng, hay là 15 sự, hay 15, xin lỗi, 14 cái việc làm này của tâm. Tức là tục sinh, hộ kiếp, tử, khai môn, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tiếp thu, quan sát, đoán định, động lực, na cảnh.
và luôn luôn nhớ đến cái ví dụ của người nằm ngủ, mình nghe cái tiếng trái xoài đụng, thì đó là một cái hình ảnh minh họa cho suốt một cái quá trình từ cái khai môn cho đến cái na cảnh. Thì chúng ta thấy là từ cái khai môn đến na cảnh đó là chúng ta hết là 14 sự, thì chúng ta từ khai môn đi đến na cảnh hết là 11 rồi. Rồi còn chỉ còn 3 cái việc làm, tức là tục sinh, hộ kiếp và tử, thì đây là 14 cái việc làm phụ tâm. Thì rất là mong là các vị học viên đó, chúng ta cố gắng là nhớ cái, các vị nhớ cái 14 cái việc làm này. Và tôi sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi mà chúng ta chuẩn bị và chúng ta học cái phần lộ trình tâm. Và cái phần lộ trình tâm là cũng một trong những cái phần quan trọng trong cái phần cái chương trình mà chúng ta học về cái chương trình khái lược này. Do nên là ngày hôm nay đó là tôi không có không muốn dạy cái phần mới, là do vì để ôn bài cho các vị cho nó rõ. Là bởi vì nếu mà sau này mà chúng ta mà có quên những cái phần này đó, thì sợ rằng là mình không có cái thời gian mình nhắc lại và nhắc lại đó, thì nếu mà vị nào mà không nhớ đó thì chúng tôi chỉ nhắc riêng cho các vị khi mà nói chuyện bằng phone hay chi đó thôi, chứ chúng ta không có tiện để bàn ở trong lớp nữa, bởi vì vì như vậy nó sẽ mất cái thời gian của các học viên khác. Cho nên nó là những cái câu hỏi trong lớp đó, là ưu tiên nhất là những cái câu hỏi sát với cái bài học. Còn những cái câu hỏi mà những cái bài học đã qua, nhất là những cái bài học đã qua hơi lâu, hoặc là những cái bài học mà các vị tìm hiểu trong sách, hoặc là những vị nào đã tham dự các cái lớp học trước á, mà cái phần mà chúng ta chưa học đến á, thì có thể là các vị sẽ hỏi trong cái ngày chủ nhật, hoặc là các vị liên lạc riêng với tôi. Còn ở trong lớp học á, thì chúng ta ưu tiên cho những cái câu hỏi trong cái bài học, để cùng lúc các vị học viên của chúng ta đó để cùng ôn lại bài. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta tạm thời không có học bài mới, là do vì tôi sợ bài vở nhiều quá đó thì các vị ngán và các vị không có khó nhớ. Do vậy là trong khi học đó, thì tôi cố gắng là tôi cũng theo dõi các vị, xem các vị Phật tử học viên mà hãy mà chúng ta nắm bài được đó, thì chúng ta có thể là học nhanh, mà nếu mà không có nắm bài được đó, thì chúng ta sẽ tôi sẽ hướng dẫn chậm lại một chút. Ngày hôm nay tôi xin phép các vị là chúng ta phải nghỉ sớm. Và do vậy nếu mà các vị nào mà chúng ta có cái câu hỏi đó thì có thể là các vị lại cái hộp thư trong chùa đó. Dạ, thì cái bữa sau thì tôi sẽ trả lời câu hỏi này, hoặc là các vị nào mà chúng ta có cái thời gian vào ngày chủ nhật đó, thì nếu trong ngày chủ nhật mà quý vị Phật tử nào mà chúng ta có câu hỏi đó, thì các vị có thể báo cho cô Nhung, cô Phước Duyên hoặc là sư Hạnh Tuệ ở trong phòng, hay hoặc là vị Phật tử bạn đạo nào mà các vị nghĩ rằng là thường xuyên có mặt ở trong lớp đó, thì các vị báo với tôi rằng ngày đó các vị học viên muốn có câu hỏi đó, thì trong cái ngày chủ nhật đó thì tôi sẽ mở cái lớp học này để cho các vị vào trong đó. Và bây giờ do vì tôi cần phải nghỉ vào lúc này đó, cho nên là chúng ta nghỉ sớm khoảng 15 phút. Dạ. Dạ. Chúng con kính tri ân sư cả đã ôn tập và cho các ví dụ rất sinh động trong ngày hôm nay ạ, làm cho bài học dễ hiểu hơn. Dạ, sa thú ạ. Dạ dạ, dạ xin chào các vị. Con kính tri ân sư ạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, mong Phật chào các vị.